Hi, We we are live. Mến chào quý vị. Rồi đến hẹn lại lên chị em chúng tôi một lần nữa trong cái buổi trò chuyện Go Live ngày hôm nay. Thì trước hết là xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh của Linh cũng như kênh của Trân. Hiện tại giờ địa phương ở tiểu bang Washington là bây giờ 11 giờ sáng. Và Trân ơi, hôm nay á, thì mình rất là vui và rất là biết ơn bởi vì Trân nhận lời mời của mình đến cái trang nhà của mình để chia sẻ về cái mô hình kinh doanh mà hai chị em mình đang vận hành. Thì trước hết xin mời Trân giới thiệu đôi chút về mình cũng như gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi hai cái kênh của chị em mình. Xin mời Trân. Dạ, trước tiên là xin chào các bạn và các anh chị em trên toàn quốc và xin cảm ơn Linh đã mời mình vô trong Go Live này. Và mình trước tiên là mình cũng xin giới thiệu về mình là Trân Huỳnh, mình sinh sống ở Na Uy được 27 năm và đồng thời mình cũng có hai người con gái, cũng là thiếu nữ rồi. Tuyệt vời quá. Cảm ơn Trân. Thưa quý vị, thì chúng tôi là những chủ doanh nghiệp trong cái mô hình kinh doanh này. Và khi chúng tôi ở trong này đó, thì chúng tôi lại có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ, cũng như tôi và Trân. Tôi chưa bao giờ gặp Trân ở ngoài. Nhưng mà khi chúng tôi trở thành một partner, trở thành những đồng nghiệp với nhau thì chúng tôi lại có một cái sự liên kết với nhau và cũng như Trân và tôi ở đây khi chúng tôi cùng nhau hỗ trợ nhau. Thì Trân ơi, bên 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 Na Uy của Trân bây giờ là mấy giờ vậy? À, bên này là 8 giờ tối. À, 8 giờ tối. Vậy là có nghĩa là châu Âu thì luôn luôn đi trước ở Hoa Kỳ với cái thời giờ địa phương đó thì khoảng 9 tiếng đồng hồ ha, mình cách nhau Đúng. khoảng 9 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, cảm ơn Trân rất là nhiều. Trân ơi, thì mình hỏi Trân một cái điều này. Mình nghe Trân kể là Trân đang làm thu ngân ở trong một cái siêu thị đã hơn 16 năm. Với lại cái tuổi cái công việc của Trân như vậy và một cái tuổi đời của hai chị em mình thì không còn trẻ, nói chung già thì cũng không già mà trẻ thì cũng không còn trẻ nữa, thì Trân có thể cho khán giả của mình cũng như của Trân hiểu thêm là những cái tuổi của mình trên 50 như vậy rồi mà mình vào cái công việc này, mình gặp những cái trở ngại gì và những cái trở ngại đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của mình hiện tại không? Mời Trang chia sẻ. Dạ, cảm ơn những câu hỏi của Linh và mình cũng xin trả lời. Mình sống ở đây 27 năm mà mình cũng đi làm hơn 20 năm rồi. Nhưng làm chính thức bây giờ là 16 năm ở một cái siêu thị. Mà nhưng làm công thì mình cũng biết rồi. Bây giờ thì cũng may mắn là chân đây cũng tìm một cái mô hình kinh doanh rất là lâu. Nhưng mà hầu như là tất cả những kinh doanh nào nó cũng cần có một số vốn rất lớn. Nhưng tình cờ thì mình bắt gặp cái kinh doanh này, cái mô hình digital business này, thì nghe lời quảng cáo của Giang, mình cũng tìm hiểu, thật sự mình cũng tìm hiểu, nhưng cũng không lâu đâu mình đã quyết định tiến tới và mình đã bắt đầu làm. Nhưng khi vào làm rồi thì mình thật sự mình nói với host mình, thật sự chị không biết gì cả. Thứ nhất là về công nghệ, thứ nhì về tiếng Anh, vì Na Uy này nó không học tiếng Anh như ở các nước khác, chỉ học tiếng Na Uy thôi, cho nên tiếng Anh mình cũng không giỏi lắm. Khi mà vào training site rồi thì cũng may mắn là bây giờ công nghệ nó rất là cao, mình có thể đưa Google dịch vào, dịch ra tiếng Việt Đúng để mình rồi. học. Nhưng đồng thời cũng là hay không bằng hen, vì cái bên đội ngũ của anh chị đi trước đã thiết kế ra một cái trang web tiếng Việt và mình đã học cái trang đó. Khi mình học rồi mình cũng chẳng thấy gì là khó khăn, Oh, tuyệt vời quá. chẳng qua là mình
lo sợ kiên nhiều quá thôi. trì. Mình lo trước nhưng mà thực sự mình càng học thì mình càng ok, mình thấy cho nên như vậy cái mình cứ tiếp tục học. Thật sự mình vào cái bếp này cũng chưa lâu đâu, cũng được có mấy tuần thôi. Mấy tuần thôi, vậy là còn mới quá ha, còn baby quá ha. Đó rồi 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 cũng như Trân, khi mà Trân vào đây đó thì với một cái ngôn ngữ cũng như về cái technique, về cái kỹ thuật, về công nghệ mình không có giỏi như vậy, và Trân học, Trân có những cái giống như là cái tool hay là những cái công cụ đó giúp đỡ cho Trân như vậy, thì Trân đi qua được cái giai đoạn đó. Và cái câu hỏi kế tiếp nữa là mình hỏi là giữa cái công việc hiện tại và cái công việc online này, nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái cuộc sống của Trân không? Theo mình á, thì là không có gì khó khăn cả, vì mình đi làm một ngày 8 tiếng nhưng mà khi mình về cơm nước rồi mình cũng còn lại 2-3 tiếng để mình học bài, rồi và mình học tới đâu thì mình làm tới đó. Cái nào không hiểu thì mình gọi cho mentor hoặc là coach có thể giúp mình, vì thực sự là vào cái bếp này mình mới biết là đi cùng nhau, Cùng cái nhau câu đi đúng cùng rồi. nhau của gia, như muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn đi À, muốn xa đi thì phải chậm đi thì đi một cùng mình. nhau. Không, Muốn đi muốn chậm thì đi đi một mình. muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, đúng là Đúng đi rồi, đúng cùng rồi. nhau. Cho nên từ từ lại quen biết mấy anh chị ở trong nhóm, và mình không biết gì thì mình hỏi họ, vẫn chỉ họ vẫn chỉ cách mình làm hoặc là cho mình những cái bài học rất là hữu dụng. Hữu ích, đúng rồi. Rồi. Cảm ơn Trân rất là nhiều. Thưa quý vị, thì cũng giống như Trân và tôi, chúng tôi là những người phụ nữ ở cái thế hệ thứ hai, khi mà mình sống ở một cái đất nước xa lạ như thế này, thì chúng tôi lúc đầu thì cái nỗi lo lắng của Trân cũng giống như tôi vậy, cứ nghĩ rằng mình ở cái tuổi này thì mình chắc chắn mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại khi mình vào cái business này, bởi vì mình cứ nghĩ là mình phải giỏi, mình phải biết tiếng Anh, mình phải hiểu công nghệ một chút, công nghệ mình mới vận hành một cái business được. Nhưng bây giờ thì với một cái công nghệ nó phát triển mạnh, và chúng tôi có tất cả những cái công cụ từ cái training site, mặc dù nó bằng tiếng Anh, thì chúng tôi có thể dùng Google để chúng tôi dịch ra những cái thông tin, và chúng tôi dùng eJoy English để chúng tôi dịch ra từ những cái video ở trong cái training site đó, và đó là những cái công cụ giúp chúng tôi rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cái team của chúng tôi, những các anh chị các bạn đi trước, họ rất là giỏi quý vị, họ đã làm ra một cái trang bằng tiếng Việt OBI, có nghĩa là Online Music Institute, thì họ giúp chúng tôi, họ nói bằng cái ngôn ngữ của mẹ đẻ của chúng tôi, cho nên chúng tôi rất là dễ dàng để theo đuổi đó, mặc dù có những cái nó chưa có đầy đủ lắm, nhưng mà đó là cái công cụ giúp chúng tôi đi tới cái công việc chúng tôi vận hành một cái business thì rất là dễ dàng. Và cũng như quý vị thấy đó, Trân cũng nói là lúc đầu Trân cũng sợ, cứ nghĩ là mình vào đây thì sẽ gặp khó khăn, nhưng khi vào rồi thì chúng tôi có những đội ngũ, có những người có từ những cái sự trợ giúp của người tư vấn cũng như là người Mentor. luyện đó, thì giúp cho chúng tôi đi. Và bây giờ thì Trân vào mới có hơn một tháng thôi đúng không Trân? Nhưng mà bây giờ Trân ngồi đây, Trân tự tin nói với quý vị rằng công việc này nó không chọn ngành nghề, cũng không chọn tuổi tác, cho nên quý vị nào mà trên 50 như chị em chúng tôi thì quý vị cũng đừng lo ngại, bởi vì công việc này nó đã có tất cả những cái công cụ ở bên đây sẵn rồi, thì quý vị cứ dùng những cái công cụ đó để vận hành một cái business của mình. Và mỗi một ngày mình học hỏi, đừng có mệt mỏi về cái sự học hỏi, bởi vì chúng ta càng học chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hơn, nhiều cái sự mình tiếp thu được những cái mới, cái lạ trong một cái xã hội, trong một cái thế giới đang phát triển về công nghệ như thế này. Rồi Trân ơi, mình hỏi thêm Trân một điều nữa là khi mà Trân vào trong trong cái business này rồi đó, thì Trân có bao giờ nghĩ rằng là
mình sẽ đem cái sự học hỏi của mình, đem cái sự hiểu biết của mình chia sẻ lại cho những cái người mà bạn bè hay là đồng nghiệp của mình. Trân có muốn nói về cái công việc của mình với những người đồng nghiệp, và nếu mà Trân nói thì Trân sẽ nói như thế nào? Trân xin trả lời câu hỏi của chị, và chị hỏi câu này cũng rất hay. Thì thực sự thì cũng có ít người hỏi tới, là lúc này cũng hay online hoặc là lúc này hay post hình, thì mới Thấy nói lạ phải ồ không? đúng rồi, mình đang chuẩn bị chiến dịch để mình vào cái biết. Cho nên từ từ, nếu mấy bạn muốn muốn biết á thì mấy bạn cứ tìm hiểu đi, rồi mình sẽ chỉ mình sẽ nói cho, hoặc là có thích thì cứ bỏ mail vào thì mình sẽ hướng dẫn, không? Còn nếu mà ai thật sự yêu thích hoặc là cương quyết phải bước mạnh dạn bước đi con đường này thì mình có thể làm được, chứ hỏi chơi chơi thì mình cũng không nên, không? Thí dụ như ai mà có nhiệt huyết muốn làm biết Có cái sự khát khao thay đổi. đúng thì mình sẽ coi như là giới thiệu cho, hoặc là mình bạn hãy vào website mình đi, rồi mình sẽ gửi thông tin cho. Thứ nhất là 90 phút webinar, Đúng phải rồi. coi cái webinar trước, thì lúc đó rồi có cái gì thắc mắc hỏi là mình sẽ tư vấn cho. Cảm ơn Trân. Thì thưa quý vị, như Trân đã trình bày, nếu quý vị muốn có một cái cuộc sống nó Thực tươi sự tốt muốn hơn, thay đổi cuộc sống. muốn thay đổi cái chất lượng cuộc sống, muốn có một cái kế hoạch dự trù cho tương lai, hay là quý vị muốn nghỉ hưu sớm, thì quý vị hãy chọn cái mô hình này. Bởi vì cái mô hình của chúng tôi đang vận hành đó quý vị, nó không đòi hỏi và chiếm quá nhiều thời giờ của quý vị, và nó đem lại cái chất lượng cuộc sống. Thứ nhất là khi mà quý vị trở thành một chủ doanh nghiệp rồi đó, quý vị có những cái sự kết nối trên toàn cầu với các chị em, chẳng những người đồng hương với mình, người Việt Nam, người mà còn có những người bạn trên khắp năm châu, sống khắp nơi. Bởi vì cái mô hình là một cái mô hình toàn cầu, cho nên là quý vị có những cái mối quan hệ, cái kết nối rất là chất lượng, và bên cạnh đó quý vị cùng cũng học hỏi được rất là nhiều những cái kiến thức mà từ trước tới giờ có thể quý vị chưa bao giờ học được. Tại vì tôi vào trong này thì tôi thấy nó là một cái thế giới mới, mình có nhiều cái sự khám phá rất là thú vị. Và để chị em chúng tôi mỗi một ngày chúng tôi cố gắng, chúng tôi cứ học, bởi vì càng mình càng học mình càng khám phá ra những cái điều tuyệt vời ở trong cái mô hình này. Và cái mô hình này đó nó đã đem lại, và nó có đem lại cũng như nó thay đổi rất rất là nhiều cuộc đời của bao nhiêu người. Trước đây họ cũng đi làm nhân viên như chúng như quý vị cũng như chúng tôi trước đây cũng vậy. Công việc mình mỗi ngày nó là một cái sự tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia. Đôi lúc mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình chán trường, nhưng vào đây chúng tôi lại cảm thấy cái cuộc sống của mình nó lạc quan hơn, nó tươi mới hơn, và lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy mình có một cái tinh thần nó vững chắc hơn, bởi vì mình biết mình đang làm gì và mình có một cái kế hoạch dự phòng rất là chắc chắn cho một cái tương lai, chẳng những cho con em của mình, cho bản thân mình và cho những người thân yêu của mình nữa. Rồi, nghe Trân nói là Trân có hai cô con gái đã là thiếu nữ rồi. Thì Trân ơi, khi mà Trân làm công việc này á, thì các con của Trân các con của Trân nghĩ như thế nào về cái công việc Trân đang làm? Chính xin trả lời câu hỏi của Linh, vì thực sự ở bên Na Uy này á, là nước châu Âu này hoặc là nước ngoài, những đứa trẻ mà vị thành niên rồi khoảng 18 tuổi trở lên á là tự lập hết rồi. Cho nên má mì muốn làm cái gì mà má mì thích, hoặc là má mì muốn làm cái gì mà má mì cảm thấy vui thì má mì cứ làm. Đó là con cũng ít can thiệp vào cái chuyện đi làm của mình. Cho nên những đứa nhỏ ở bên này là lớn lên là hầu như là tự lập nhiều. Thì
Bây giờ cái kế hoạch của Trân á, là mình có một cái kế hoạch cho mai sau rồi, thì với công việc này sau này ví dụ như Trân có cái gì đó thì Trân có thể chuyển đổi lại cái công việc này cho cái thế hệ sau của mình, con cái của mình Đúng, cũng được đúng. đó. Thì quý vị ơi, những cái điều mà chúng tôi chia sẻ ở đây đó là chúng tôi là những người thật việc thật, và chúng tôi đang mỗi một ngày chúng tôi làm cái công việc này, có thể đối với quý vị rất mới, nhưng có thể quý vị nào đó cũng đã tình cờ bắt gặp những cái mẫu quảng cáo nói về mô hình kinh doanh này. Thì quý vị, nếu quý vị cảm thấy rằng cái người nào đó quý vị đáng tin tưởng, quý vị có thể vào trong website của họ, quý vị để lại tên, địa chỉ email để mà quý vị Coi như là tham khảo. đúng rồi, quý vị tham khảo. Và cái công việc này cũng như cái chi phí 149 đô quý vị đóng vào để quý vị tìm hiểu một cái thế giới kinh doanh online mới và chất lượng, thì chúng ta trả 149 đô nó cũng không là gì cả. Và quý vị có 30 ngày để quý vị tìm hiểu. Nếu trong vòng 30 ngày đó quý vị thấy công việc này nó không thích hợp với mình, quý vị có thể cancel, thì cái số tiền 149 đô đó sẽ được hoàn toàn Trả refund lại. 100%. Đúng rồi, cho nên là quý vị đừng ngần ngại. Và đôi khi chúng ta vì cái nỗi sợ hãi, vì cái sự nghi ngờ quá lớn nó cản trở cái quyết định của mình. Biết đâu sau khi quý vị xem 90 phút video miễn phí đó, nó sẽ là một cái cơ hội giúp cho quý vị có một cái đời sống tốt đẹp hơn, một cái quý vị có thể làm chủ về thời gian, làm chủ về công việc của mình, làm chủ lấy mình nè, mình không có phải bị áp lực bởi mình đi làm ngày hôm nay mình không được khỏe, mình phải ráng mình đi làm, chúng ta không cần cái điều đó nữa. Thì tại sao quý vị còn chần chờ, ngần ngại? Hãy mạnh dạn bước ra cái vùng an toàn này, để rồi chúng ta có một cái buổi xem 90 phút video hội thảo miễn phí, để rồi chúng ta có một cơ hội tiến vào cái một cái thế giới cũng như một cái mô hình kinh doanh online mà đang phát triển khắp nơi trên toàn cầu, và cũng như là trong cái cộng đồng của chúng tôi thì đã hiện tại bây giờ chỉ mới hơn 5 năm thôi, nhưng mà cái nhân viên mà làm trong cái mô hình này đã lên đến hơn 150.000 người rồi. Thì quý vị đừng suy nghĩ nữa, đừng chần chờ nữa, hãy nắm bắt cơ hội. Nếu quý vị đang theo dõi cái kênh của Trân thì quý vị hãy vào trong cái trang của Trân, Trân Huỳnh, thì quý vị để lại tên, địa chỉ email, Trân sẽ cùng đồng hành với quý vị. Cũng như nếu quý vị đang theo dõi kênh của tôi thì quý vị hãy vào trong cái trang Facebook của tôi là Lim K Hugo, hay là quý vị có thể inbox cho tôi và để lại tất cả những cái thông tin, thì tôi sẽ chia sẻ những gì tôi học được, tôi hiểu được, tôi biết được. Tôi luôn ở đây để đồng hành cùng quý vị cho đến khi nào quý vị thành công mới thôi. Trân ơi, một lần nữa rất là cảm ơn Trân vì đã nhận lời mời đến tham quan cái ngôi nhà của mình. Thì hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới chị em mình sẽ có những cái buổi go live kế tiếp nữa, để mà mình chia sẻ những cái sự thành công của mình ở trong cái mô hình này, để cho những người đang lo lắng, đang sợ hãi họ hiểu và họ nắm bắt cơ hội để họ cũng được giống như chị em mình. Thì một lần nữa xin mời Trân gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi, cũng như là Trân, nếu mà Trân muốn nhắn lại cho quý vị đang theo dõi hai chị em mình đó, thì Trân nhắn cái điều gì đối với những người bạn của mình? Mời Trân. Cảm ơn Linh, và mình trước tiên là mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và theo dõi, và mình chỉ nhắn nhủ với mọi người và các bạn hãy nắm bắt cơ hội, đừng để thời gian nó trôi đi rồi hối hận, hoặc là những cái gì mình muốn làm mình phải làm ngay, vì thời gian không chờ đợi ai. Mình chỉ có nhiêu đó. Xin cảm ơn Linh và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, một lần nữa cảm ơn Trân và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Mến chúc quý vị có một cái cuối tuần mừng lễ Chúa Phục Sinh thật an vui, thật phước hạnh bên cạnh người thân và gia đình. Một lần nữa chúng tôi xin hẹn mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong cái lần video kế tiếp. Mến chào, cảm ơn Trân nha. Bye Dạ, cảm bye mọi ơn, chào người. chào.